Sons of the Forest là phần tiếp theo của tựa game kinh dị sinh tồn đã ra mắt cách đây khá lâu, The Forest. Phần hậu bản này, tương tự với người tiền nhiệm, khá là kén người chơi, nhất là với ai chưa từng hay chỉ mới tiếp cận về thể loại game như thế. Cá nhân mình sau khi dành rất nhiều thời gian đi chui hang cũng như ăn lông ở lỗ, thì tới nay đã phần nào có thể tự tin vỗ ngực gọi bản thân là đứa con của rừng già. Do đó, trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ một số mẹo giúp cho chuyến hành trình của các bạn trong Sons of the Forest có thể dễ dàng hơn. Điều quan trọng đầu tiên là các bạn nên cài hotkey cho những item mà thường xuyên sử dụng trong inventory bằng cách chọn vào item bạn muốn cài và ấn số từ 1 đến 9 trên bàn phím. Mình không hề biết đến cơ chế này lúc mới chơi game, cho nên đã không ít lần vì mải tìm đồ nên bị bọn thổ dân xiên chết. Mẹo thứ hai mà mình nghĩ khá là quan trọng cho các bạn đó chính là cách skip các mùa trong game. Điều này quan trọng bởi vì vào mùa đông, các bạn sẽ phải để ý đủ thứ chỉ để sống sót, như là làm sao để giữ ấm cho nhân vật, kiếm thức ăn với nước uống như thế nào, tìm kiếm các vật dụng để sống sót, tránh đụng độ với những con quái vật và còn rất rất nhiều thứ khác nữa. Nói chung là vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên mình còn có một cách đơn giản hơn để vượt qua mùa đông, đó chính là đi ngủ. Nghe hơi đần nhưng mà nó hiệu quả. Thay vì làm đủ thứ để cố gắng sống sót, thì những gì bạn cần làm chỉ là đắp chăn đi ngủ 5 đêm là xong. Mùa đông sẽ trôi qua thật dễ dàng, sẽ hơi tốn đồ ăn và nước uống sau mỗi lần đi ngủ, nhưng mà đổi lại, ta sẽ đỡ phải xoay sở tìm đường sống trong thời tiết khắc nghiệt. Mình đảm bảo là nó sẽ đáng đấy. Tiếp theo là một vài mẹo vặt hay ho cho việc xây dựng nên một túp lều tranh với hai trái tim vàng để sống với Kevin hoặc Virginia, hoặc là cả hai, tùy gu mỗi người. Có một điều thú vị là những thổ dân trên đảo không hề biết bơi, chỉ cần vào những khu vực nước sâu là bọn chúng sẽ chết đuối. Tận dụng điều đó, xây nhà trên một ốc đảo ở giữa hồ tại khu vực này là hoàn hảo nhất. Bạn sẽ không bị lũ dã man mọi rợ kia tập kích hay phá phách nữa. Vị trí để xây mái ấm đã có rồi, vậy thì vật liệu xây nhà thì sao? Nếu như bạn chơi game một mình thì riêng việc chặt cây lấy gỗ, vận chuyển đến chỗ xây nhà có thể tốn hàng giờ đồng hồ. Để tránh lãng phí thời gian, hãy bắt anh bạn Kevin làm việc cùng mình. Đằng nào thì anh ấy cũng rảnh mà. Hãy giao việc kiếm vật liệu cho Kevin. Trong lúc đó, bạn có thể rảnh tay làm những việc khác như là chui hang hoặc là thu thập công cụ cần thiết trên bản đồ. Một điều nữa là hãy nhớ cho Kevin nghỉ ngơi nhé. Bóc lột sức lao động của người khuyết tật là không tốt. Khi chơi Sons of the Forest, bạn sẽ không thể không chui vào hang, bởi vì phần lớn mọi vật dụng quan trọng bậc nhất để có thể phá đảo tựa game đều nằm trong hang. Tất nhiên, không phải ai cũng là fan MU, cho nên việc bị lú khi chui hang là không thể tránh khỏi. Sau đây là lộ trình thích hợp để các bạn có thể thu thập đủ các vật dụng cần thiết mà không bỏ lỡ bất cứ thứ gì một cách thuận lợi nhất. Đầu tiên, mình muốn nói đến Spawn Point. Như các bạn đã để ý thì game có 3 địa điểm khởi đầu khác nhau. Vì vậy, khi bạn bắt đầu ở một phần chơi mới, không phải lúc nào bạn cũng được spawn ở cùng một chỗ. Trong số 3 địa điểm spawn thì theo mình, ở bãi biển có vẻ là tệ nhất vì nó khá xa so với những vật dụng cần ưu tiên tìm kiếm đầu tiên. Ngoài điều đó ra thì không có gì quá khác biệt giữa 3 điểm cả. Không giống như nhiều công cụ khác trong Sons of the Forest, Modern Axe không hề bị giấu bên trong các hang động. Thay vào đó, bạn chỉ cần đến khu vực mấy cái lều bị bỏ hoang này là được. Modern Axe khá ổn trong những ngày đầu vì nó có thể giúp bạn chặt cây xây nhà nhanh hơn và khả năng chiến đấu cũng tốt hơn. Đèn pin cũng là một vật dụng cần thiết trong game và nó cũng không nằm quá xa so với Modern Axe. Bạn có thể cân nhắc nhặt nó luôn ngay trong ngày đầu tiên. Vị trí của nó còn được đánh dấu trên bản đồ bằng dấu chấm than màu tím. Khi bạn đến nơi, cắt cái dây treo sát người trên vách đá là bạn sẽ có thể lấy được cái đèn pin và cả một cái GPS marker. Trên map cũng có rải rác các chấm xanh và mình khuyên các bạn nên đến chấm xanh này đầu tiên, bởi vì ở đây có chiếc máy in 3D. Khác với các vật dụng khác, nó không thể mang đi. Hãy đánh dấu vị trí này lại bằng GPS marker bạn đã nhặt trước đó. Đầu tiên, dùng một cái gậy cắm xuống đất, chọn GPS marker, chọn biểu tượng muốn đánh dấu và gắn nó lên trên đầu cái gậy. Thế là xong. Quay trở lại về máy in 3D, thứ đầu tiên các bạn nên tạo là bình nước bởi độ hữu dụng của nó. Điểm đánh dấu một tím thứ hai sẽ dẫn bạn đến với chiếc xuồng cứu hộ ngoài biển. Trên đó có một khẩu súng lục và một cái GPS marker. Chắc không cần phải nói quá nhiều về súng rồi, vì nếu trong một cái lobby dùng dao mà bạn có súng thì bạn là bố. Nhưng vẫn nên hạn chế sử dụng vì súng thì dễ kiếm, còn đạn thì chưa chắc. Một điều nữa, lúc mà bạn bơi ra ngoài biển thì sẽ có cá mập. Yên tâm là mấy con này hiền lắm, nó không cắn đâu. Nhớ là hãy chuẩn bị kỹ càng vì sắp tới bạn sẽ phải chui vào hang. Đi sâu vào bên trong, hang sẽ được chia thành hai con đường. Rẽ sang bên trái để nhặt Rebreather, một vật phẩm quan trọng để có thể chui vào nhiều hang hơn. Còn bên phải sẽ là Stun Gun, một công cụ mạnh mẽ giúp bạn vượt qua một vài con quái khó chịu. Đến với một hang động khác ở chỗ này,
thì nó khá là nguy hiểm, nhưng phần thưởng lại vô cùng xứng đáng. Bạn sẽ nhặt được rope gun ở đây, một công cụ tuyệt vời để di chuyển cả trên mặt đất lẫn dưới hang. Chú ý rằng trong hang cũng có một cây thánh giá, món đồ cực kỳ quan trọng mà trong tương lai sẽ cần đến. Đặc biệt, bạn sẽ cần rope gun và rebreather để có thể lấy được cái xẻng, một công cụ rất hữu hiệu trong game. Sau khi đã thu thập đủ cả hai vật dụng đã kể trên, bạn hãy tiến tới cái hang này. Trước cửa hang có ba cái xác được dựng ở đấy, trên xác có súng cao su. Độ có ích của nó không cao cho lắm, cho nên là bạn lấy cũng được, không lấy cũng không sao. Vào sâu bên trong sẽ có một nơi ta cần để rope gun để có thể sang được khu vực tiếp theo, tương tự với rebreather. Đến cuối hang, bạn sẽ nhặt được chiếc xẻng. Nó cực kỳ quan trọng và bạn không thể bỏ qua, nếu không bạn sẽ không thể tiếp cận những khu vực còn lại của game. Khi đã có món đồ này, việc khám phá những gì tiếp theo xin được dành cho các bạn. Kết bạn với Virginia trong Sons of the Forest có vẻ khó khăn, nhưng không phải là không thể. Virginia sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong quá trình chơi, vì vậy hãy tiếp tục khám phá và xây dựng nơi trú ẩn của bạn cho đến khi cô ấy xuất hiện. Có thể mất vài lần trước khi cô ấy tiếp cận bạn, vì vậy đừng bỏ cuộc. Bạn phải kiên nhẫn thì mới chiếm được trái tim của một người phụ nữ, đúng không? Một số lưu ý khi xử sự với cô nàng này bao gồm: ngay từ những ngày đầu tiên trong game, bạn sẽ có thể bắt gặp Virginia. Đừng tấn công hay đuổi theo, hãy đứng yên, cất vũ khí trên người bằng cách ấn nút G. Virginia sẽ từ từ tiếp cận bạn một cách chậm rãi, rồi sau đó chạy sâu vào trong rừng. Việc này sẽ lặp lại tương tự vào những ngày tiếp theo. Đừng quá lo lắng bởi vì cô ấy đang tìm hiểu bạn, và vì một phần lý do là cô ấy ngại nữa. Vào những lần sau đó, khi tiếp cận bạn, cô ấy sẽ mang theo một chút quà. Cô nàng kỳ lạ này cũng sẽ chủ động đi theo bạn, và lúc này ta sẽ có thể tương tác với Virginia. Ví dụ như bạn có thể đưa súng cho cô ấy, trực tiếp biến chúng ta thành thiếu nữ yếu đuối và được vị Virginia bảo kê đến tận răng. Cuối cùng là một mẹo rất quan trọng, nhưng nó khá là phức tạp bởi nó sẽ động vào file hệ thống của game, do đó hãy lưu ý làm đúng các bước sau để tránh gặp lỗi nhé. Cả Kevin lẫn Virginia đều là những người bạn đồng hành cực kỳ hữu ích và quan trọng, vì họ sẽ giúp ích bạn rất nhiều. Nhưng nếu vào một ngày đẹp trời nào đấy, bạn bị ngứa tay và chém chết Kevin hoặc Virginia hoặc là cả hai để kiểm tra xem họ có respawn hay không, thì câu trả lời là không nhá, cho nên là đừng có thử, họ không bị xứng đáng bị như thế đâu. Còn nếu như bạn vẫn cố tình chém chết họ để kiểm tra xem tin chuẩn hay không, thì hãy làm theo các bước sau để tạ tội nhé. Bước 1 là bước quan trọng nhất, đó chính là soi gương để đánh giá lại con người bạn sau những gì mà bạn vừa làm. Nếu được thì hãy đến nhà thờ để xưng tội nữa. Bước 2, ở desktop, nhấn tổ hợp phím Windows R, nhập app data, run, mở thư mục local low, mở tiếp End Night, Sun of the Forest, Saves, sau đó là cái thư mục có rất nhiều số. Tiếp theo, chọn single player hoặc multiplayer tùy vào world của bạn. Trước khi vào bước tiếp theo thì bạn nên lưu lại một bản copy của các tệp tin con trong các thư mục single player hoặc multiplayer mà bạn chọn để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Bước 4, sau khi đã có file backup rồi, hãy vào thư mục đó, tìm gamestatesavedata.json, chuột phải, chọn Open with Notepad. Trong Notepad, đầu tiên hãy di chuột vào Format ở phía trên cùng góc bên trái, bật Word Wrap, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl F. Tại đây chia ra hai trường hợp, nếu như bạn muốn hồi sinh Kevin, hãy nhập Robbie, còn nếu như bạn muốn hồi sinh Virginia, hãy nhập Virginia. Sau đó ấn Find. Tại dòng Is Robbie Dead 2.True, chỉnh lại thành Is Robbie Dead 2.False, làm tương tự với Virginia, sau đó thì save notepad này lại. Bước 6, quay lại ra ngoài, tìm savedata.json, chuột phải, chọn Open with Notepad. Đoạn đầu làm tương tự như bước 5. Ở đây cũng chia ra hai trường hợp, nếu là Kevin thì nhập type ID chéo phải 2.9, còn nếu là Virginia thì nhập type ID chéo phải 2.10. Sau khi nhập xong, bạn hãy ấn Find Next. Ngay bên dưới dòng vừa tìm được, bạn sẽ thấy State 2.6 sửa thành State 2.2. Cùng ở dòng đó, nhìn sang bên phải, bạn sẽ thấy Health 2.0.0 sửa lại thành Health 2.100.0, rồi save lại. Bước 7, vẫn trong file Notepad này, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl F, nhập Type ID 2.9, Player Killed 2.1 nếu là Kevin, còn Type ID 2.10, Player Killed 2.1 nếu là Virginia. Nhấn Find, sau đó sửa thành Type ID 2.9, Player Killed 2.0 hoặc là Type ID 2.10, Player Killed 2.0. Save file Notepad này là xong. Nếu như bạn làm đầy đủ 7 bước trên, hãy vào lại game. Lúc này, Kevin và Virginia đã được hồi sinh. Có điều là Virginia sẽ quay lại trạng thái cảnh giác và bạn sẽ phải làm đủ các bước để tán lại cô nàng. Đó là một vài cái mẹo thú vị, hữu ích mà mình biết được sau khi hoàn thành Sons of the Forest. Hy vọng rằng nó sẽ giúp các bạn có được một trải nghiệm chơi tuyệt vời và dễ dàng hơn.
Nếu thích nội dung này thì hãy comment vào những tựa game mà các bạn muốn biết mẹo vặt để chúng mình có thể làm trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.